Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Tiên. Và mọi người thấy bữa nay Tiên có gì mới không? Đó là một bộ tóc giả mới theo yêu cầu của nhiều bạn luôn, đó là thì có rất là nhiều bạn yêu cầu Ti là Ti ơi, Ti có thể đổi cái bộ tóc giả khác được không? Hoặc là Ti ơi, Ti có thể mua thêm được không? Tại vì nhìn một bộ Ti đeo hoài nó chán quá. Và chính vì thế bữa nay Ti mua đến tận 3 bộ tóc giả mới để cho video mình nó thêm đa dạng hơn cũng như là đỡ nhàm chán hơn. Và các bạn thấy cái bộ đầu tiên này của Ti nó có fail dữ lắm không? Cái này là mình lấy ý tưởng của ca sĩ Min đó các bạn. Thì ở trên đây là nó sẽ màu đen đậm nè, nó sẽ đến màu tím, màu xanh dương và nhả ra màu vàng, rất là đẹp luôn. Và đây cũng là bộ tóc giả ngắn đầu tiên của Ti luôn. Đó giờ Ti không có bao giờ mà Ti đổi tóc giả ngắn luôn á. Tại vì Ti thấy là cái mặt Ti nó không có hợp. Hồi trước là cái mặt nó mập lắm các bạn. Khi mà đội lên nữa nhìn nói chung là rất là ghê. Nhưng là do mấy bữa nay Ti giảm cân khá là nhiều nên là mặt cũng nhỏ được một chút, thì đội cũng khá là ok, không có ghê như hôm trước. À quên, được, bữa nay chủ đề của chúng ta không phải là chủ đề về tóc giả, đó là chủ đề về son. Thì cũng lâu lắm rồi Ti chưa có làm cái video swatch cũng như là review một cái dòng son nào hết. Tại vì môi của mình thời gian gần đây khá là khô, nó cứ bong chóc, nó cứ chảy máu hoài á, cho nên là không thể swatch son được. Bữa nay là nó đỡ rất là nhiều rồi nè, cho nên là bữa nay quyết định quay video luôn. Ta-da, đây là 10 thỏi son mà được Ti tổng hợp cũng như là sưu tập trong 2 tháng vừa rồi. Nhưng mà mình chỉ tổng hợp lại 10 cây mà mình yêu thích nhất cũng như là thấy cái chất lượng nó ok nhất và muốn giới thiệu với các bạn. Và các bạn nào đang tìm cho mình một thỏi son chất lượng ok, giá rẻ, giá bình dân thì hãy xem hết cái video này nhé. À quên nữa, bữa nay Ti cũng muốn dành tặng 10 cái thỏi son này dành cho 10 bạn subscriber mà đáng yêu nhất. Comment cái số điện thoại cũng như là cái màu các bạn yêu thích nhất. Rất là đơn giản luôn các bạn. Sau khi các bạn xem hết cái video này, các bạn chỉ cần ghi cái tên màu son mà các bạn yêu thích kèm với lại cái số điện thoại. Thì tầm thứ hai tuần sau thì Ti sẽ thông báo kết quả ở trên Instagram cá nhân của Ti. Các bạn nhớ follow Ti nha. Ok, không nói nhiều nữa và cùng nhau bắt đầu luôn nào. Đầu tiên mình sẽ vô cái lớp son trên môi của mình. Và bắt đầu với nhân vật đầu tiên, đó là dòng son thuộc thương hiệu Iskim đến từ Hàn Quốc. Đây là dòng Life Color Lip Crush Matte. Em này có giá là 119.000 và màu Ti đang có hiện tại đó là màu I Don't Care. Đây là một tông đỏ tươi đậm, rất là dễ sử dụng, không kén bất kỳ một loại da nào hết. Cái chất son của nó là mềm như nhung vậy các bạn, lên môi rất là đã luôn. Đầu tiên mình sẽ swatch em nó với kiểu đánh lòng môi. Thêm một điểm Ti yêu thích đó là màu em nó rất là đậm, các bạn chỉ cần quẹt một lần thôi là màu đã lên chuẩn rồi. Và thêm một điểm cộng cho em nó nữa đó là mùi thơm cực kỳ thơm luôn, nó kiểu như thơm cái mùi trái cây các bạn. Em này khi các bạn đánh lòng môi mỏng nhẹ thì cái ánh hồng của nó sẽ hiện rõ hơn. Còn khi bạn đánh full môi thì em nó cực kỳ nổi bật và cực kỳ sang luôn. Chất son của em này khô hơi lâu một tí cho nên là các bạn phải đợi em nó khô hoàn toàn hãy là di chuyển môi nha, để tránh trường hợp là son lem tùm lum và dính tùm lum tùm la. Nhân vật thứ hai đến từ nhà Etude House với giá là 160.000 đồng. Theo mình biết thì đây là cái dòng son mà nổi tiếng nhất của hãng thời điểm hiện tại. Em này các bạn có thể thấy là chiếc son lên màu cực kỳ đậm và cực kỳ chuẩn màu, cho nên là các bạn không cần lấy nhiều son như Ti nha, để tránh cái trường hợp là lấy quá nhiều sản phẩm lên môi. Em này cũng là một tông đỏ tươi nhưng nghiêng về cái ánh hồng nhiều hơn, kể cả khi bạn đánh lòng môi hoặc là kể cả khi bạn đánh full môi. Chiếc son của em này ban đầu khi các bạn đánh là hơi cảm giác khó chịu một chút, tại vì em nó cảm giác là nó không có ăn môi các bạn. Nhưng mà các bạn đợi khi mà em nó khô lại thì chiếc son cực kỳ đã luôn, nó dính màu rất là lâu. Em này khi các bạn đánh full môi thì ánh hồng hiện lên rất là rõ, cho nên là nhìn tổng thể cũng rất là ok, không có quá nổi bật như cái màu thứ nhất. Thì bạn gái nào đang tìm cho mình một cái màu son đỏ mà nghiêng hồng thì đừng nên bỏ qua em này nhé. Nhân vật thứ ba đó là Roman Lip Driver on Your Lips, màu Don't Stop, có giá là 170.000 đồng. Màu mình đang swatch là một màu cam nude. Mình nghĩ rằng cái hãng son này còn hơi khá là xa lạ đối với những bạn ở Việt Nam, tại vì đây chỉ là cái dòng son mà bán riêng ở Hàn Quốc thôi. Ngoài cái việc là em nó hơi có mùi hóa chất nhẹ, thoang thoảng thôi, không có hắc quá, thì còn lại là em nó không có một điểm gì để chê luôn. Từ chất son cho đến màu son rất là xuất sắc. Em này mình nói trước là hơi bị kén da, cho nên những bạn nào mà da ngâm, da không được sáng thì nên suy nghĩ lại nha. Còn ngược lại, những bạn nào mà da trung bình sáng đến da sáng, da trắng hồng thì đánh lên cực kỳ là tôn da. Chiếc son lên môi ban đầu có cảm giác là hơi bóng với lại hơi lâu khô, nhưng mà đợi tầm 20, thậm chí là 30, 40 giây sau thì son sẽ tự động khô và khóa màu trên môi. Em này đặc biệt các bạn có thể dùng làm má hồng rất là xinh luôn. Những bạn nào mà theo phong cách tiểu thư nhẹ nhàng thì các bạn chỉ cần thoa một lớp nhẹ lòng môi thôi là đủ tự tin ra phố rồi.
Tiếp theo lại là một dòng son kem đến từ nhà Innisfree với giá 160.000 đồng. Em này là một màu mình không biết gọi nó sao luôn. Nó vừa có ánh cam, nó vừa có ánh đỏ, nó vừa pha một chút đất trong đó, cho nên là không biết gọi nó là gì hết. Từ vỏ son, chất son cho đến mùi son là cái gì cũng xuất sắc hết. Nói chung là không có điểm gì để chê luôn á. Em này khi đánh lòng môi thì nó ra cái hiệu ứng rất là tự nhiên. Đó là các bạn có thể đi học được cũng như là đi làm. Những cái trường hợp mà các bạn không make up á, các bạn đánh em này rất là xuất sắc nha. Okay. Màu này khi các bạn đánh full môi thì rất là nổi bật, màu lên rất là chuẩn luôn. Mình kết em nói là ngay lần đầu tiên mà mình thử luôn á, tại vì cái chất son lên môi rất là mềm môi, nó không có quá lì. Theo các bạn biết là Ti không có thích những cái dòng son nào quá lì đâu. Kể cả khi các bạn đánh full môi thì em nói vẫn đem lại cái cảm giác mà rất là nhẹ môi như các bạn không đánh son luôn á. Và nói tóm lại, đây là cái thỏi son mà mình nghĩ các bạn nên mua nhất trong năm. À quên nữa, thêm một điểm cộng lớn cho em này, đó là kể cả khi các bạn mà ăn đồ nhiều dầu mỡ hoặc là ăn uống nhiều á thì em nó vẫn để lại cái lớp màu nền rất là đẹp, rất là tự nhiên nha, không có trôi hẳn nha các bạn. Nhân vật thứ 5 đó là PPA Las Vegas Lip Tint với giá là 130.000 đồng. So với 4 chiếc son ban đầu thì mình thấy là em này có chiếc son nó hơi đặc hơn rất là nhiều so với những cái dòng khác luôn á. Và màu mình đang có là màu số 15, nó na ná hai cái màu đầu vậy các bạn. Và điểm là mình bất ngờ đầu tiên khi mà mở em nó ra đó là cái mùi son các bạn. Cái mùi son này có thể thấy là thơm nhất trong tất cả những cái dòng son mà Ti đã sử dụng qua rồi. Ở kiểu đánh lòng môi, ngoài việc các bạn bậm môi liên tục thì các bạn nên sử dụng cái ngón tay của mình để tán cho cái màu son nó được đẹp hơn nha. Tuy em này có chiếc son khá là đặc nhưng mà theo mình thấy là lên môi cũng khá là ok. Nó cũng mềm môi, nó cũng mượt và màu lại còn rất là chuẩn nữa chứ. Với kiểu đánh full môi thì em này lên màu cực kỳ đậm và cực kỳ sexy. Những bạn nào mà đang kiếm cho mình một cái thỏi son đỏ thực sự là nổi bật thì đừng bỏ qua em này nha. Thỏi son kế tiếp đến từ nhà T Cosmetics với giá là 180.000 đồng. Đây là một màu cam đất rất là hot và rất là đẹp các bạn. Những bạn gái nào mà đang theo cái phong cách cá tính thì đừng nên bỏ qua nha. Em này khi các bạn mà không make up đậm á, các bạn có thể áp dụng cái kiểu đánh lòng môi nhìn rất là tự nhiên và rất là cá tính. Còn những bạn nào mà muốn cá tính hơn nữa, muốn nổi bật hơn nữa thì có thể đánh full môi. Những bạn nào mà yêu thích cái kiểu đánh full môi theo phong cách Tây, make up đậm giống Ti thì có thể nên tham khảo cái màu son này nha. Tiếp theo lại là một dòng son đến từ thương hiệu Iskin với giá là 119.000. Và màu mình đang có là màu 08. Đây là một tông đỏ rất cực kỳ cá tính và cực kỳ hot. Theo mình thấy là cái tông màu này nó hot từ năm ngoái cho đến năm nay, chưa có dấu hiệu ngừng luôn các bạn. Điểm mình yêu thích nhất đó là cái thiết kế của em này. Nó thiết kế hình cái cây viết các bạn. Các bạn có thể vặn, với lại cái đầu tô son nó cũng rất là nhỏ, cho nên là cầm cảm giác rất là nhỏ gọn, rất là tiện. Và tô son nó cũng rất là đã. Em này khi các bạn áp dụng cái kiểu đánh lòng môi thì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên. Chất son của em này là chất son sáp lì, nhưng mà lên môi mình cảm giác là nó rất là nhẹ môi, nó rất là mềm môi, không có cảm giác nặng môi hoặc là khó chịu gì luôn á. Còn kiểu đánh full môi thì cái màu nó được thể hiện rất là rõ các bạn, đúng chất đỏ đất luôn. Đó là cái ánh nâu, ánh đất nó thể hiện rất là rõ. Nó không quá tươi, nó không quá nổi bật. Những bạn nào mà sợ đánh những cái tông đỏ tươi hoặc là không có thích hợp với những cái tông đỏ tươi á thì nên tham khảo cái tông màu này nha. Thỏi son kế tiếp có giá là 109.000 đồng đến từ nhà Marmande. Mình không biết mình có đọc đúng không nữa, nếu mà sai các bạn thông cảm nha. Và màu mình có là một màu đỏ tươi, nó na ná với màu số 1, số 2 và số 5, các bạn có để ý không? Nhưng mà đặc biệt là em này cái chất son là chất son sáp, nó giống cái màu nãy mình vừa mới swatch, đó là nó cũng thiết kế hình cái bút chì rất là nhỏ gọn, nhưng mà nó mập hơn một xí và tất nhiên nó sẽ nhiều sản phẩm hơn. Em này mình nhớ không lầm khoảng độ là 2 đến 3 tháng về trước là em nó cực kỳ hot luôn, làm mưa làm gió nguyên cái thị trường son Việt Nam luôn các bạn.
là ai cũng phải đua nhau để mua cho bằng được cái em này. Em này cái giá tiền nó thấp hơn so với những cây còn lại, nhưng mà cái chất lượng em nó mang lại cực kỳ ok luôn nha các bạn. Nó đúng cái thỏi son mà giá rẻ, chất lượng cực kỳ xịn. Nói chung là mình rất là thích em này, từ thiết kế, từ vỏ son, từ hộp son, cho đến màu son, chất son, bla bla bla, cái nào cũng xuất sắc hết, không có điểm gì để chê luôn. Điểm đặc biệt của em này đó là cho dù các bạn đánh lồng môi, các bạn đánh full môi thì màu lúc nào nó cũng lên chuẩn hết. Cái điểm mà Ti yêu thích nhất ở cái dòng son này đó chính là cái chất son. Chất son nó lì nhưng mà lên môi thì cảm giác nó như là mình đánh son dưỡng nha, rất là nhẹ môi và không có bị khô tí nào luôn. Thỏi son tiếp theo đến từ nhà Merzy với giá là 129.000. Màu mình đang có là màu L4. Đây là một cái tông đỏ đất mà nó hơi ánh kem đất nhẹ. Những thỏi son nãy giờ Ti swatch thì đa số đến từ Hàn Quốc, cho nên là những cái thương hiệu nào Ti đọc sai thì mọi người có thể bỏ qua cho Ti nhé. Tại vì đó giờ mình rất là ít xài son Hàn Quốc lắm các bạn. Theo mình thấy thì em này là một tông đỏ, nó hơi pha đất, nó hơi pha cam, cho nên mình sẽ gọi tạm em nó là đỏ cam đất. Và mình thấy là em này là một trong những thỏi son mà được nhiều bạn nữ tìm mua nhất ở thời điểm hiện tại. Ở kiểu đánh lồng môi thì mình thấy cái ánh cam đất nó hiện rõ hơn so với lại cái ánh đỏ. Cái màu nó dạng như nó rất là tự nhiên, nó không có tươi quá, nó không có trầm quá, nó ở mức trung bình đó các bạn. Cho nên là rất là thích hợp với những bạn nào mà đi học, đi làm, không muốn dùng những cái màu son nó quá đậm á. Còn riêng về cái kiểu đánh full môi thì mình thấy là cái ánh đỏ, ánh cam, ánh đất là nó thể hiện rõ hết luôn. Theo thông tin của hãng thì em này có chiếc son khá là lì, nhưng mà mình đánh lên môi mình không có cảm giác được nó lì luôn á. Em nó giữ màu tầm 4 đến 5 tiếng là cùng nếu như các bạn không ăn á, còn nếu các bạn ăn thì nó sẽ trôi nhanh hơn. Em này đánh lên môi có cảm giác là nó hơi bóng nhẹ. Những bạn nào mà không thích dùng son nó hơi bóng á, các bạn có thể dùng khăn giấy các bạn bậm qua một lớp thì son nó sẽ không có bóng nữa. Yeah, và thỏi son cuối cùng của ngày hôm nay. Và nhân vật cuối cùng đến từ nhà Wet n Wild với giá là 140.000 đồng. Màu Titan Squad đó là một màu đỏ rượu rất là đậm. Em này khi mà Ti đánh lồng môi á, là Ti cảm nhận được là cái màu nó lên không có được chuẩn. Nó dạng như nó bị không có ăn màu á các bạn. Cho nên là Ti khuyên chân thành là nếu mà các bạn yêu thích cái màu này thì các bạn đừng dùng nó để đánh lồng môi nha. Còn khi đánh full môi là em nó cực kỳ xuất sắc luôn, không có điểm gì chê luôn các bạn. Và bật mí với các bạn là đây là cái thỏi thứ hai của mình rồi. Thì mình thường dùng cái màu này để mình phối với lại một cái màu đỏ tươi các bạn. Mình sẽ dùng cái màu đậm này mình đánh ở lồng môi, còn ở phía ngoài viền môi thì mình sẽ đánh màu nhạt hơn, cho nó ra được cái hiệu ứng lồng môi rất là đẹp. Quá xong 10 màu son là cái môi mình nó dạng như là muốn chết luôn rồi đó, chết khô luôn, quá khô. Tại vì đến hầu hết là tất cả là các loại son lì không à, cho nên là phải dưỡng ngay lập tức. Wow, cái màu cuối cùng này nó rất là đẹp các bạn, nó phù hợp với lại cái mái tóc mới của mình nè, mẹ thấy không? Rất là ma mị và rất là cá tính. Đó là một cái tông đỏ rượu nhưng mà rất là đậm, mình rất là thích luôn á. Đánh lên là nhìn mặt sang, nó cá tính lắm 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 luôn á. Và chương trình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết cái video ngày hôm nay. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ thật là hữu ích với các bạn, đặc biệt là những bạn nào mà đang băn khoăn cũng như tìm mua cho mình một cái dòng son giá rẻ cũng như là chất lượng ok. Và một lần nữa mọi người đừng quên comment cái màu son yêu thích cũng như là kèm cái số điện thoại bên dưới để Ti biết Ti chọn ra 10 bạn may mắn nhất nha. Mọi người nhớ đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Ti nha. Bye. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye. This way I can fit a mind.